Lê Anh Hùng với Phạm Phú Thiện Giao, chủ đài VOA tiết lộ bí mật an ninh quốc gia nước Mỹ Theo dõi Facebook Lê Anh Hùng những ngày qua, không ai không biết đến cuộc đấu khẩu giữa cộng tác viên lâu năm VOA là Lê Anh Hùng với trưởng ban biên tập VOA, hiện nay là ông Phạm Phú Thiện Giao Cuộc đấu khẩu cho dân Việt thấy được một liên minh ma quỷ giữa cơ quan truyền thông nước Mỹ với đám tâm thần chống cộng liên cuồng bất chấp các giá trị truyền thông khách quan, trung thực mà nước Mỹ hay VOA vẫn giao giảng. Trước hết, dù biết rõ Lê Anh Hùng là tâm thần có chứng chỉ, nhưng VOA hay BBG, cơ quan quản lý truyền thông của chính phủ Mỹ vẫn ký hợp đồng với anh ta từ năm 2013, tức là hơn 5 năm qua, với bài viết Thỏa nguyện ước của kẻ tâm thần chính trị chuyên bôi nhọ xuyên tạc các nguyên thủ quốc gia. Ai nghi ngờ về điều này, mời đọc các lá đơn, thư tố cáo dài hàng trăm trang của Lê Anh Hùng với dàn chóp bu của Việt Nam qua các thời kỳ. Mỗi nhiệm kỳ của các nguyên thủ đều gắn bó với vợ chồng Lê Anh Hùng, sử dụng mua chuộc vợ chồng anh ta để đánh phá các đối thủ chính trị và buôn bán mafia. Vợ chồng anh ta là nơi giải quyết ân oán chính trị giữa các nguyên thủ từ thời nông đức mạnh Nguyễn Tấn Dũng đến thời nay là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang. Nếu ai chịu khó đọc hết Mấy trăm trang hồi ký Đơn thư của anh ta mà không phát điên theo Thì chắc điên thật luôn Như vậy Rõ ràng là các blog này à, Danh nghĩa là sự kết nối Kiểu như VOA cho mượn đất Để blogger có được tiếng nói đa dạng Tự do ngôn luận VOA không phải chịu trách nhiệm pháp lý gì Về các bài viết trên blog Này Lê Anh Hùng sổ tuẹt ra rằng Anh ta ký hợp đồng nhận lương từ BBG VOA chỉ là Anh làm thuê cho BBG biên tập quản lý bài vở theo đúng tiêu chí của BBG giao cho. Khỏi nghi ngờ gì nữa, chính phủ Mỹ đã sử dụng các đài VOA, RFA này để tấn công các nước nhỏ nếu trái ý và không theo lợi ích của Mỹ, không phục vụ cho lợi ích của Mỹ. Nên nhớ BBG là từ viết tắt tên tiếng Anh của cơ quan do chính phủ Mỹ lập ra nhằm quản lý, cấp tài chính cho VOA, Đài Á Châu Tự Do RFA, Âu Châu Tự Do RFU, Đài Phát Thanh Cuba cơ quan này thuộc chính phủ Mỹ, nhận tiền ngân sách từ Quốc hội Mỹ. Từ lâu, người dân và truyền thông Việt Nam đã bức xúc, lên án hình thức blog tiếng Việt đăng cài vào các trang tin chính thức của VOA, BBC, RFA, nhưng luôn gán cho tác giả cung cấp bài viết phải chịu trách nhiệm. Nay Lê Anh Hùng đã bóc mẽ các bài viết trên blog này, đều được biên tập và nhận tiền nhuận bút y như viết cho các bài trên trang tin chính thức của chúng. Hiện VOA nuôi gần 20 blog tương tự như Lê Anh Hùng, toàn thành phần chống cộng nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Thảo nào điều kiện hợp tác với VOA, RFA đều là giữ bí mật tuyệt đối các nội dung hợp đồng này, trước đây chưa ai dám công khai nó lên mạng, trừ anh tâm thần phân liệt Lê Anh Hùng này. Đúng là chơi với dao, giờ VOA đã bị tiết lộ bí mật an ninh động trời của nước Mỹ từ căn cứ tố cáo này của lê anh hùng nên chăng bộ ngoại giao việt nam phải có hình thức phản đối tới quốc hội chính phủ mỹ không thể nuôi dưỡng cấp tiền cho voa rfa việt ngữ đi xuyên tạc tấn công đối tác đồng minh toàn diện của nước mỹ như vậy đồng thời dân chúng việt nam cần qua các hình thức truyền thông trên mạng internet nhắn gửi với dân chúng nước mỹ về việc chính phủ quốc hội mỹ sử dụng tiền thuế của họ để nuôi dưỡng những kẻ tâm thần như lê anh hùng những thành phần cực đoan chống phá điên cuồng vì hận thù quá khứ như mấy chục blog cộng tác với voa rfa việt ngữ để thấy được chính sách ngoại giao hai mặt của chính phủ nước họ với các đồng minh đối tác